trận chiến với vùng đất Hokuto bỗng nhiên nổ ra. Nguồn sức mạnh từ Bill Sparkling và Cross Z đã dần cạn kiệt khi đối mặt với những tên Smurf thế hệ mới. Họ vẫn chưa hề biết tới một mối nguy hiểm kế tiếp, nhưng với ba tên Smurf này cũng là một điều khó khăn với cả hai khi phải đối mặt với chúng. Nghiên cứu là những tài liệu từ tên thiên tài ác ma, Sento đã hoàn thiện một chế tác khác của hắn, Scratch River. Một chiếc River có hình dạng Clear và một chiếc Clay. Nó là hình dạng nguyên thủy của một chiếc máy ép. Nếu Bill chỉ đơn thuần là sử dụng tinh chất từ những lõi thô thì nay sẽ sử dụng tinh chất từ lõi Jelly tạo ra sức mạnh nguyên chất nhất từ Bottle. Và người anh tin tưởng trao cho chiếc Slash Driver không ai khác chỉ có thể là Crosshead. Theo như lời của Sento, chỉ đơn thuần chiếc Dragon là tổng hợp được Dragon Jelly, chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Đây cũng là một phần niềm tin mà nấy đặt lên Banjo. Đối mặt với ba tên Smurf tự bản từ vùng Hokuto, lần đầu tiên chuyển hóa, mặc dù đã bị Sento ngăn cản nhưng không có gì có thể cản nổi bước tiến của não cơ bắp. Tạo hình của anh đơn thuần là màu bạc, phủ lên đó là nguồn Jelly màu xanh đại diện cho Dragon. Cơ thể của anh được điểm tô bằng hình đầu rồng Jelly và gương mặt cũng tương tự như vậy. Form này mình đánh giá chỉ ở mức bình thường, hai phần vai là hai hộp, có hình dạng dán sticker đầu rồng lên đó. Tất cả biểu tượng của anh chỉ đơn thuần là đầu rồng mà thôi. Những đòn đánh của anh sau khi chuyển hóa hình dạng này tạo ra sự mạnh mẽ cũng như nâng cấp vì là một rider cực mạnh ở thời điểm đó. Cũng vẫn sử dụng bản thể là sức mạnh từ rồng, nhưng anh được trang bị một vũ khí khác bên phần tay trái là Dreambreaker. Vũ khí là một chiếc đinh gắn tay cũng như hay chuyển hóa hình dạng súng, nhưng thường thì anh sẽ sử dụng hình dạng đinh này để tấn công kẻ thù là chủ yếu. Dreambreaker này cũng là thứ làm nên thương hiệu của Kree cũng như Crosshead Jelly, đúng với tên gọi của mình, kết hợp giữa hai Bottle lại với nhau để tạo những đòn tất sát cực kỳ mạnh. Khi kết hợp Dragon, nó chỉ tăng cường quy lực của vũ khí và kết hợp cả hai nguồn sát thương Dragon Bottle cũng như Dragon Jelly Bottle kết hợp lại sẽ tạo ra một cú đấm tầm xa cực mạnh. Và khi kết hợp sức mạnh của Crosshead Dragon vào và kích hoạt đòn tất sát, nó sẽ bắn ra một con rồng với quy lực kinh người. Đòn tất sát của anh là Rider Kick sử dụng Scratch Driver cũng không có gì đặc biệt khi anh chỉ lao lên được bao phủ với chiếc đầu rồng và ra đòn kick cực mạnh giáng vào người kẻ thù.